Rồi chào anh em và các bạn, thì hiện tại ở đây mình có 4.000 mét vuông ruộng thì mình đang cho thuê với một năm là 8 triệu các bạn. Thì mình cho cái anh ở dưới đây anh thuê mỗi một năm là 8 triệu để anh làm lúa. Thì hiện tại thì cái miếng ruộng của mình nó đang tọa lạc tại đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Và cái giá trị ruộng ở đây thì có giá khoảng 7 tỷ cho 1.000 mét vuông nha các bạn, 7 tỷ công nhà nước. Đây. Cái đường này thì nó 53 mét nha các bạn, luôn cái hành lang lộ giới. À, từ cái cây sau này qua cái cây sau bên kia đó các bạn, đây gồm hành lang lộ giới luôn đó, là nó 53 mét thì nó đường hai chiều. Thì cách cái bùng binh giữa cái vị trí đất mình đến cái ngã tư cái ngân hàng Agribank các bạn, thấy nó nằm hơi xéo xéo một chút. Đây là cái bản đồ quy hoạch của thành phố Vị Thanh, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 này các bạn, kiến trúc toàn cảnh. Thì mình nằm cách cái bùng binh ngã tư giữa đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt thì tầm khoảng 150 mét nha các bạn, 150 mét tới ngã tư. Thì cái công viên chiến thắng thì nằm bên đó, bên tay phải nha các bạn, và mình đối diện cái ngân hàng Agribank. Và mặt tiền cái con lộ này nè các bạn. Ê, đường Võ Nguyên Giáp nè các bạn, lộ giới là 53 mét nè. Thì hiện tại thì diện tích là 4.000 mét vuông nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu xây dựng hoặc là đầu tư dài hạn gì đó thì ưng ý thì mình gả luôn.